Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì con tiếp tục quay lại vườn của anh Kiệt, bonsai chồi lá của cô chú. Giới thiệu đến quý cô chú một số cây mới ha. Anh thì lúc nào cũng lựa chọn tìm kiếm cho mình những cái cây bonsai già, đẹp. Và đặc biệt thì giá cũng rất là yêu thương luôn, giá rất mềm mại để cho mình giao lưu. Thì rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị gần xa dành cho anh. Rồi, con mời quý chú gặp lại anh Kiệt ha. Rồi, em chào anh. Xin chào quý cô chú trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay là mời quý cô chú mình đến với kênh Lục Tỉnh Miền Tây cũng như đất phương Nam ha. Rồi hôm nay Kiệt có một số chung loại, nhưng mà hôm nay Kiệt có tùng Đà Loan và tùng trái. Dạ. Rồi xanh bố, chiếu thủy, kim giòn, khế, dân dân nhẹn dân. Rồi kính mong quý cô chú mình ủng hộ mạnh. Và từ đây là kỷ niệm tròn 1 năm ngày Kiệt đến với kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Thì Kiệt chiết khấu 10% cho giá trị của một cái cây cho quý cô chú. Từ đây đến hết cái tháng 8 dương lịch. Dạ. Và hết cái tháng 7 âm lịch theo quý cô chú. Rồi dạ, tới mùng 2 tháng 9 thì Kiệt sẽ khuyến mãi cho quý cô chú những món quà đặc biệt. Đặc biệt hôm nay nữa là Kiệt có một cái lời tri ân khách hàng với những cô chú ủng hộ Kiệt trong thời gian qua. Là tức là cô chú nào có từng mua cây của Kiệt nhưng mà trồng trong thời gian mình chăm sóc nó, cây nó có bị suy yếu gì đó, thì cô chú mình cứ mạnh dạn chụp ảnh gửi lên Zalo cho Kiệt, thì Kiệt sẽ có cách thức để mà bù đắp cho cô chú mình vui vẻ để có cái cây chơi ha. Dạ, rồi. Rồi bây giờ không mất thời gian cô chú, mình sẽ đi vào cây số 1. Tại vì đã mất thời gian rồi. Rồi cây cây tùng Đà Loan. À dạ. Cây này thì nó lắc lượng uốn méo gì ha quý cô chú. Nhưng mà cành nhánh nó thì dư thừa, về cô chú mình bẻ. Rồi cây tùng. Đây là cái ý đồ của Kiệt cũng chưa, đặng mình bẻ bông bánh hay cái kiểu Hà Nội cho quý cô chú mình chơi. Dạ, tùng rất là già của chú ơi, cây lắc lượng ha. Rồi, Kiệt đo cây số 1. Có sẵn tay cành. Chiều cao thì Kiệt lấy tới chuẩn thôi chứ Kiệt không lấy thừa lên cành chim công. Rồi, chiều cao nó là 70. Đường kính tán nó là mình tính 54. Dạ. Quanh thân nó 15. Độ co lắc hết hồn, nhưng mà cái đế nó thì nó nở dách gì thôi, nhưng mà Kiệt không có đo chi củ đế. Củ chú mình dòm hào hào dùm Kiệt ha. Cây thì thuần thần châu. Cây này thì nó già hơn Kiệt một chút. Dạ. Rồi. Rồi cây tùng số 1 này Kiệt xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.200.000, bao gồm cả phí ship nha quý cô chú. 1.200.000 thôi quý chú. 1.200.000 nhưng mà chưa trừ khuyến mãi 10%. 10% thì nó ra là 120 anh hả? Là đúng rồi. Chỉ còn có 1.080.000 thôi quý chú ơi. Đó, ủng hộ cho anh Kiệt ha. Anh cũng chơi hết mình với cô chú. Hết mình luôn. Và anh nhớ rất là kỹ luôn, con cũng không nhớ là hôm nay là ngày chọn năm luôn anh ha. Chọn 1 năm. Rồi. Rồi, tiếp tục là cái tùng Đài Loan số 2. Rồi, cái tùng số 2. Tùng này là tùng vạn niên chứ anh hả? Vạn niên tùng á. Vạn niên tùng. Rồi. Đây Kiệt đo thông số. Chiều cao đó là 52. Một cái tùng dáng trực. Đường kính tán là 66. Quanh thân đó là 24. Cái tổng cái cụm đế nó như vậy là mình tính 68 nha quý cô chú. Anh quay giúp em ha. À bên đây nó có nguyên cái bệ đế vậy đó. Nguyên cái bệ đế nó là, còn ở bên đây thì không có môi móc gì chứ, có sao để dậy người ơi đi. Rồi giữ vị trí này giúp em cái anh kìa. Nó có hai cái tay ha, cái ngọn. Ở đây hai tay, giờ đây một tay nữa nè. Rồi mình chừa lên đây mình giật tiếp nha quý cô chú. Nói dạ, chung cái dòng tùng này thì mấy cô chú miền Bắc mình sửa thì kéo hơn trong cái, Nam. Cái tay rất là to rồi quý cô chú. Cái tay này nó ăn dây nó nổi cục cục lên như nè quý cô chú. Nhưng mà Kiệt cũng rút dây ra rồi nha. Rồi cái này. Rồi cây tùng số 2 này Kiệt giao lưu với quý cô chú mình là 1.300.000, bao gồm cả phí ship và chưa trừ 1.300.000. Chưa trừ phần trăm. Thôi để mình đi cho hấp tùng thôi ha. Hấp tùng luôn. Đây là một cây tùng trái. Tùng trái anh ha.
rất là dễ thương quý cô chú ơi. Cái này cây tùng trái thì nói chung là làm bonsai như vậy thì nó giờ có duyên lắm cô chú, mình ở nhà mà mình để trên bàn rồi mình chơi là quá ok. Rồi ý đồ chừa hai cái nhánh này là hai cái anh? Nhánh này là ý đồ để kiệt đo thông số này kiệt nó. Chiều cao nó là 30 nè, đường kính tán nó là 26, hoành thân nó được 7. Cái tùng quá dễ thương. Cái đế thì nó nở cũ rất là đẹp nha quý cô chú. Kiệt chỉ đo hoành thân thoát thân nè, cho nó chuẩn chuẩn nha cô chú. Rồi rồi cây tùng số 3 giá nhiêu đây? Ba này là giá là 800. 800 thôi. 800 cây này tùng trái quý cô chú, và Kiệt giải thích luôn hai cái nhánh này. Cô chú nào muốn lận trái tim thì Kiệt sẽ vô dây, Kiệt sẽ lận xuống về thành hình trái tim. Hình trái tim luôn. Đó là ý đồ của Kiệt chừa hai cái cành nó là vậy nha quý cô chú. Rồi, muốn trái gì đó thì nói với anh Kiệt của chú. Anh còn nếu mà cô chú muốn tự bẻ thì Kiệt sẽ để nguyên vậy về cho cô chú mình tạo. Dạ. Yeah. Cây rất dễ thương, thường chậu lâu cho nên quý chú cứ yên tâm ha. Rồi cây tùng trái số 4. Dạ. Yeah. Số 4. Nguyên cái tàn. Rồi anh nên dỡ cái đít chậu lên giúp em cái luôn anh Kiệt, cây kia cũng như cây này ha. Cái chậu là nó nè, nó ra một lớp rễ rồi cô chú. Dạ. Yeah. Cây này thì về là nó coi như là nó bị đài mà. Về tới cô chú bỏ vô miếng phân thay chậu một cái rồi nó tốt lên như con gái mà về nhà chồng gặp nhà giàu vậy đó. Rồi chiều cao nó 28. Đường kính tán nó là 36. Hoành thân nó là bằng cái đầu to cái viết lông mình nè cô chú, nhỏ hơn chút xíu. Rồi. Nó to hơn nó dốc nữa. Rồi cây tùng trái số 4 này Kiệt vô lưu với chú mình là giá 600.000, bao gồm cả phí ship và chưa trừ khuyến mãi 10% cho quý cô chú. Dạ. Khi mình chốt cây thì mình nhắc quý cô chú ha. Không rồi. Có tự động Kiệt cũng nhớ hết à. Dạ. Cây này cũng y ra như mấy cây kia chú. Là cây tùng trái số 5. Cái rễ nó tràn xuống dưới này. Nó ra hết trơn một lớp rễ rồi. Cái này mình trồng cái là quá khỏe luôn á, trồng lại cái này thì Kiệt bao sống à. Số 5. Dạ. Số 5. Rồi, rất dễ thương. Cái hoành thân của nó là lớn hơn cái đầu lớn cái huyết long khoảng 7-10 quý cô chú. Ngay chỗ này thì nó có cái mặt lửa chút xíu. Hồi xưa nó bị tét cái nhánh. Rồi Kiệt đo cái đường kính tán nó là 36, chiều cao nó là 22. Dạ. Rồi cây tùng số 6 này, số 5 này Kiệt xin giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600.000. 600. Đặc biệt nó là tùng trái nha quý cô chú. Tùng trái. Rồi. Tiếp tục luôn. Rồi, số 6 là cây khế. Cái khế gần nu, nhưng mà tại vì Kiệt giấu cái cục nu lại chơi. Cho nên Kiệt bịch cái này lại. Nó cũng không có tì vết gì cho nghe quý cô chú. Nó chỉ có thẹo mặt cắt thôi. Dạ, cây khế gần nu. Cây số 6. Bữa nay là bán rẻ nè, mà bán khuyến mãi luôn cho quý cô chú luôn. Rồi, chiều cao nó tới đây nè. 46. Cái hoành thân thì đo ngay chỗ vị trí này đi, lấy cái eo luôn nè, 24. Còn đường kính tán 50. Dạ. Rồi, cây khế gân nu. Cây khế gân nu số 6 này thì dẫn giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Tiếp tục là một cây dừa bonsai. Ở trong Nam kêu cây rùa, ngoài Bắc là mấy cô chú mình kêu bằng xi búp hồng nha. Cây này thì nó được tạo một cái bộ đế thiên nhiên rất là đẹp. Nó lấy cái độ co lắc chuẩn không sai. Cây rùa. À, cây này lùng lực anh ha. Cây lùng lực mà cây này làm bonsai nó đẹp lắm cô chú. Nó khi mình lấy nó hết trơn vàng dâm nó rồi, tai tán ok rồi là cho nó dựng lên cái vàng xương vàng dâm nó lên một cái rồi nó dựng lên y như mà cây trực lắc rất là đẹp. Nó dựng lên là sau này là mình lấy vàng dâm nó dựng lên đẹp lắm, đẹp cái đó. Cây số 7 là cây rùa.
thiệt đo thông số là cái đoạn của nó thôi, cái thân chủ chiều cao nó 12, đường kính nó như vậy là được 16, hoành thân nó được 13, cái nồi cũ nó là được 22. Dạ, em thấy đế cũng cắm đều cho anh ha. Đế này là đế sắp luôn á quý cô chú, mà sắp thiên nhiên á, nó chảy đều hết nè, trực lắc khắp thiên nhiên. Nói chung là cái ý đồ cây này chơi cây bonsai mini, cho nên làm nó tạo nét từ nhỏ nó nở rất là đẹp. Rồi giá luôn. Rồi cây số 7 này thì giao lưu với quý cô chú mình là giá 700.000. Rất dễ thương quý cô chú ơi. Rồi. Mình lên chơi được không anh? Quay cây xanh này nữa đi. Cây xanh đó ha. Rồi. Tiếp tục là cây xanh bố. Cây này thì nó to nhưng mà nó mới có nổi một bú lên thôi chứ nó chưa nở bú vợ. Rồi, cây này là về cô chú mình trồng nó sung lên rồi là mấy cái cục này nó phù lên y như Lý Đức mà tập tạ thời cuối vậy đó. Rồi chiều cao nó kiệt tính 52 ha. Dạ. Cái hoành thân kiệt đo ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái tầm trung nha quý cô chú, là nó được 15 nè. Rồi tính vậy thôi, cành nhánh thì mình khỏi tính. Giùm em cái cho coi cái co đó cái anh. Đó, anh quay giùm em. Một cây xanh xanh bú anh hả? Xanh bú. Rồi. Cây green nè, xanh bú green nè. Cây green. Cây số 8. Nhưng mà nó lên bú thì nhỏ nhỏ thôi quý chú ơi, chứ chưa có bú lớn. Bú nó lên rồi nhưng mà nó chưa có sung cây cho nên là nó không có phù to, nhưng mà mấy cái này về là quý cô chú mình chăm sóc sung cây lên là nó lẹ lên lắm. Dạ, rồi giá luôn. Rồi cây số 8 này thì giao lưu với quý cô chú mình là giá 900.000. 900. Rồi tiếp tục luôn. Lên đây đi. Nó cao để quỳ gói quá. Rồi lên đây. Tiếp theo là cây số 9. Là một cây nu đột biến. Mà cây này thì nói chung kiếm cái dòng bự bự như vậy thì nó hơi khó. Mà nó được cây phong cao quý cô chú. Sệ sệ vậy đó anh kỹ ha. Cây này thì quý cô chú nó chỉ còn thiếu cái cành phong nữa thôi, là cô chú sẽ sửa thành một cái cây phong cao chơi rất là đẹp. Rồi kiệt đo thông số. Chiều cao nó tới cái chỗ này nè, kiệt không tính ngọn là 30. Còn đo ngay chỗ cái eo hoành của nó như vậy là 19. Ở trên ngay chỗ cái củ này nè, cái bụng phệ của nó ra là 32 ha quý cô chú. Dạ. Còn cái đường kính của cái đế nó như vậy là 15 nè. Rồi quay chồng giúp em, cây này quá trời xù nu to to không ha quý chú. Đúng rồi. Đế cũng khá đế luôn. Dạ. Rồi cây số 9. Giá nhiêu đây? Giá 900 ngàn. 900 luôn. 900 mà chưa gồm cả bao gồm cả phí ship và chưa trừ phí khuyến mãi phần trăm nha quý cô chú. Rồi, thật ra thì còn khoảng 800 thôi anh ha. Còn khoảng 800 mà. Tại vì 10% là hết 90.000. Chắc kiệt hơi thoáng một chút thì bớt 100. Vậy thôi. Dạ, đây. Ủng hộ cho anh Kiệt. Cây số 11. Ít số 10. Số 10 xanh bú đây. Cây số 10 là xanh bú. Xanh bú dán lông lắc lượng. Cục bú to nè quý chú, đây là cục bú to. Cục này cũng khá to anh ha. Đúng rồi. Bằng cái chén nè. Cây này thì nó có một cục bự rồi. Ở dưới đây nè, nó có một cục nè. Ha. Dạ. Còn trên đây nó phù như gì về cô chú mình trồng sung lên là nó thôi. Rồi chiều cao nó về là mình tính 52. Thiệt đo hoành thân ở chỗ này được 14, còn đo ngay chỗ cái cục bú nó là 24 đi. Dạ, anh đo theo chiều đó thôi chứ còn đo cái này thì nó to. Đo theo cái cục bú thì nó bự cái chén mình không hết nha quý ngồi chứ. Dạ. Rồi giá sao đây? Rồi cây số 10 này giá 1.000.000. 1.000.000. Tiếp tục luôn anh ơi. Cây số 11 là một cây tùng. Cây này đế đẹp nè. Cây này phong nó là cây này nếu theo ý Kiệt chơi là mình tán cái này nha quý cô chú. Dạ. Là nó trở thành một cái cây chuẩn cây bài rồi. Còn cái cây này thì nói chung là cái đọt này Kiệt không cắt, lý do là để mấy cô chú miền Bắc ta chơi theo phong cách ngoại. Cô chú tỉa ngang nó thành cái bông bánh mâm xôi chơi.
Ở đây thì cốt cành, chân cành nó bự hơn cẳng cái hết rồi cô chú. Cây này cũng thường chậu lâu anh ha, bị đài ha. Cây này là nói chung là cái dạng tùng này là nó bị đài còn hơn mà ở hồi thời Côn Đảo nữa. Chiều cao nó là được 60 nha quý chú. Bởi vậy nó có cái độ già ha anh ha. Đúng rồi, đường kính nó là 48 thôi. Quanh thân nó kiệt đo như vậy nè, là 18. Xuống xích vô đây chút xíu là nó 24. Còn xuống cái tổng cụm đế nó thì nó như vậy, hào hào chơi 36 thôi. Dạ. Nó có cái độ già, cái già cây. Cây mà nó già cỏ như vậy, về cô chú mình cứ mạnh dạn vô chất trồng đồ trồng là nó bằng là nó mạnh dạn lắm, nó không có ngại nắng mưa cực khổ nữa. Thì nó chảy qua hết rồi anh ha. Chảy qua hết rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi cây số 11. Kiệt xin giao lưu với quý cô chú mình là 1.300.000. Rồi. 1.300.000 ha chú, cây già lắc rất là đẹp. Tiếp theo là cây số 12, mấy nhỏ nhỏ cho ra đi mẹ đi. Cây số 12 là một cây phúc kiến. Chà, phúc kiến. Chiều cao nó được 20. Hoành thân nó 19. Đường kính tán nó 30. Cây này thì đơn giản thôi. Cây này thì nó bắt bông bánh rồi vậy đó, dựng cái ngọn lên gì nữa là lấy năm tay mình chơi thôi nha quý cô chú. Cái này là chơi cảnh thôi. Cây số 12 350.000. 350k bớt 35k. Rồi bao luôn ship nữa là luôn cái chậu, nhưng mà Kiệt nói trước cái chậu đi lỡ nó trên đường vận chuyển nó có bể thì cô chú thông cảm giùm Kiệt nha. Dạ. Rồi, cái chậu là Kiệt tặng. Tiếp tục giúp em. Dạ, hôm nay anh cũng khuyến mãi, quý chú ủng hộ cho anh Kiệt ha quý chú. Rồi, tiếp luôn anh ơi. Tiếp theo là cây số 13. Là một cây liễu âm dương. Dáng rất là độc nha. Liễu âm dương. Ghép lá nhỏ nha quý cô chú. Dạ. Cây số 13. Liễu âm dương thì mặt đỏ, mặt xanh ha chú, cho nên là mình kêu liễu âm dương. Nó ra tới đâu là nó bông tới đó nè quý cô chú. Cái loại lá nhỏ thì cái điểm u nó vậy. Cái màu đỏ rất đẹp. Rồi Kiệt đo chiều cao. Chiều cao nè, Kiệt lấy cái thân chủ không ha, là 20. Còn cái chiều dài của con thú Kiệt đo như vậy nè, là cũng 20 luôn nè. Rồi, nó vậy đi. Ủa quên đo hoành thân. Hoành thân nó là 13. Dạ. Rồi, giá cái chỗ thân này nè. Rồi, cây liễu âm dương số 13 này Kiệt giao lưu với quý cô chú mình là 600.000. 600. Tiếp tục một phôi. Một phôi nu gò công. Cây này thì nói chung là dách chữ A thì khỏi bàn rồi. Đúng. Cây này nó quá độc luôn nha quý cô chú. Chú nhìn rất là lực. Cây này thì về cô chú mình là nuôi lại thì nó có một cái cây bonsai bài chuẩn chơi. Chiều cao nó là 20. Hoành nó là 38 đi cho khổ quỳ. Dạ. Còn cái đường kính của cái bộ rế nó là 20. Rồi. Cây này rất là độc nha. Cây này cô chú mình nuôi là 10 năm sau là lấy vỏ điểm tiền. Cây rồi. 14. Giá nhiêu đây? 900.000. Dạ. Bây giờ thì móc bóp trả tiền anh ha. Dạ, 900.000. Giờ này sinh vợ nghỉ ăn sáng từng lễ mua chứ gì. Rồi. Đổi giúp em luôn. Tiếp tục là mai chơi thử đi ha. 15. 15 là một cây vẫn là một cây nu gò công. Cây này thì nó mà phụ tử là người cha và người con. Hoành nó như vậy là 28 em quý cô chú. Thấy nó lai lai giống như mặt khỉ vậy anh ha. Đúng rồi, nó là có người kêu mặt khỉ, có người kêu nu gò công đó. Chiều cao nó là 2 cái dấu, ủa xin lỗi, 44. Cái gì nó, có cái đó đây nữa. Nó lại xin lỗi cô chú. Đường kính đế nó là được 16. Rồi. Mới chơi lô tô hôm về cái bữa nay nó lộn. Rồi cây số 15. 700.000. 700. Dạ.
nu rất nhiều của chú ơi, à, dán trực phụ nữ. Cái mặt nó y như con khỉ nè cô chú nè, nó đưa cái mỏ nó ra nè, cái đầu nó vô vô. Ừ, y như mặt con khỉ, con người thì gọi là nu mặt khỉ, con người gọi nu hoặc công. Dạ. Mấy trăm anh? Cây số 15 này là 700.000. 700.000 thôi, trừ 70.000 nữa của chú ơi. À, nói chung là hôm nay giá của anh rất là mềm mại. Khuyến mãi cho cô chú mình hết tháng 8 dương lịch tặng nghe quý cô chú. Rồi tới ngày 2 tháng 9 là Kiệt sẽ khuyến mãi sập tiếp sàn luôn. Dạ. Sập sập sàn anh ha, chứ đừng sập nhà. Thì rất mong cô chú mình nhiệt tình ủng hộ cho kênh Lục Tỉnh Miền Tây, cũng như ủng hộ mua cây cho Kiệt, hoặc là trên kênh Đất Phương Nam là anh Kiệt con xe trò lá nửa tôn. Rồi đường chiều cao này là 42. Kiệt đo cái hoành cũ này đi ha, nó về đi ha. Như vậy là 53. Này về mình phối lại nha. Cái này á, là Kiệt để riêng về về cho cô chú mình nhúng tay nhúng chân vô nặng, mình có cái đồ phê của mình làm đó, chơi nha quý cô chú. Liền đặt ở đây ha. Nó là một củ đặt như vậy nè, để Kiệt đo Kiệt đo luôn cái tổng cái củ này nó về đây. Về mình ngắm nghía mình cắt 70. Ngắm nghía cái mình cắt lại. Rồi về cô chú mình tự xử giúp Kiệt ha. Cây đang mạnh nè, búng chồi hết trơn rồi. Chung đu. Cái này là kim giòn. À kim giòn, kim giòn. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây số 16. Giá 700.000. 700.000. Bữa nay bán rẻ tới nơi luôn mà. Trừ 70.000 ra thì còn có 630 của chú. Khuyến mãi cho cô chú luôn á. Cho nên cô chú rất rất vui và ủng hộ mạnh mạnh nha cô chú. Dạ. Rồi, một cây rất quái. Cây 17 là cây này là cây chung nu. À, đây mới là chung nu anh ha. Đúng rồi, cây này cây chung nu lá nhỏ nè. Rất là già. Cây này thì nó già khoảng già nó hơn trái cà rồi. Chiều cao nó là 38. Cái hoành nó thì đo ngay vị trí này là nó 28 nè. Xuống ngay chỗ cái tổng cụm đế nó như vậy là 52. Dạ. Yeah. Rồi, cây số 17. Cây số 17 này chị Zalo với quý cô chú mình là giá 800.000. 800 anh hả? Quay cái này anh. Cây này khá là liền lạc nha cô chú. Cái chữ A rất là đẹp. Mình không thích chơi cái đoạn quái trên này thì mình tán xuống thành cây trực nha cô chú. Cây phôi thì quý cô chú nhớ kỹ một điều, Kiệt lúc nào cũng luôn luôn là để cho cô chú mình chơi, cho nên cô chú mình tự sửa. Dạ. Cho nên là Kiệt phải cắt thừa. Chứ đúng của Kiệt là cây này thì tán cái bùm ngang đây là nó thành một cái cây phong cây pin, cây trực pin mà lùng lực. Rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà để cô chú đẹp. Mình về cô chú mình nghiên cứu, nhiều khi Kiệt muốn sửa con gà cô chú mình sửa con vịt. Rồi, mấy rồi cây số 17 này Kiệt giao lưu với cô chú mình là 800. Dạ. Tiếp tục luôn anh ơi. Tiếp tục là hết. Tiêu Phỉ là cây 19. Cũng là gò công luôn. Cây này anh. Là nu gò công. Còn gọi là nu mặt khỉ vì nó giống cái mặt con khỉ. Quá nu chú ơi, nu to to không ha, nu hộp hộp to to. Rồi Kiệt đo chiều cao nhất là 54. Cái hoành của tổng của hai thân này là 56. Ủa 7. Dạ. Chút xíu nó vàng quá trời lo xa. 50 nha quý cô chú. 50. Ở trên này tổng hai thân nó là được 35. Dạ. Cây này là mình cắt là phu thê rất là đẹp. Cây này bẻ cổ nó mới đẹp nha quý cô chú. Đập tay cái lên cái nóc vậy là cho nó ôm vô với nhau. Nù quá nù hả chú. Cây này mà cô chú bẻ khu thê, mình bẻ tứ diện là nó ôm nhau thôi. Dạ. Yeah. Là ai không có con mà trồng cây này bẻ khu thê là đẻ ra một đống con mà nuôi. Rồi, rồi cây số 18. Nù nổi ốc cục. Nù cục đã lắm cô chú. Không ai. Cục to to không ha. Già, nhìn cây là biết cây già. Nù cứng hết trơn. Rồi cây số 18 là Kiệt Zalo với chú mình giá 800.000. 800.000 trừ 80.000 còn 720.000. Cây số 19 tiếp tục luôn. Là một cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế phôi ha nha quý cô chú. Dạ. Về cắt chơi lùng lực nữa. Cây này thì Kiệt để như vậy, khi bứng để như vậy bữa nay nó búng trời rồi. Là cây này khỏe rồi. Không có, cô chú mình không có sợ ra chết nữa nha. Để cũng xè đều ha. 19. Để xè đều gan. Rồi Kiệt đo thông số. Chiều cao nó tới như vậy là 35.
tổng hoành đế nó tổng cái hoành thân nó về là 37, còn nội đế nó thì nó đều đều như vậy thôi nha quý cô chú. Trực tầng đa, cái này chơi trực tầng đa, chơi đa vậy nó cô chú vẽ lụm chùm chơi tròn toàn chơi. Mấy gì chơi kỹ kỹ thì mình để đây, mình bỏ cái thúng nhỏ nhỏ đây nuôi vài ngày che cho nó đẻ chơi. Rồi rồi cây số 19 này kiệt cho lưu với quý cô chú mình giá 600 ngàn. 600 về tùy cắt luôn quý chú ơi, đế đẹp. Số 20 là một cây điệp lào. À điệp lào anh ha, điệp lào mà. Cây điệp lào này á, là được to như vậy là cũng đáng sưu tầm nha quý cô chú. Cây này cây trực không anh ha, cây này thì đúng theo ý kiệt là cắt ngang đây nè, rồi mấy này mình rút lại là nó sẽ thành một cái cây bay rất là đẹp. Nhưng mà tại vì kiệt muốn để về về tự cô chú mình làm thôi. Chiều cao nó là 40 là kiệt tính tới đây này nha quý cô chú, chứ không trên đây tính gì. Hoành nó là được 11, còn cái cũ nó kiệt đo như vậy nè là 22 nè. Dạ điệp lào một cốt mà thân thì lắc lượng bay gì đó heo chú, có cái co rất đẹp nè. Cái này nó co vậy đó, rồi về cô chú mình muốn cắt quái quéo làm sao thì theo ý thích mình nha quý cô chú. Dạ. Cây 20 hoa điệp lào rất đẹp quý cô chú. Mấy trăm đây? 700 ngàn. 700 ngàn thôi. Cây này rất là già đó, điệp lào cỡ này à. Rồi đổi giúp em luôn. 21 là một cây siro nay kiệt bẻ thành bonsai luôn nghe quý cô chú. Siro cây này kiệt bẻ rất chưa, là chuẩn bonsai đó quý cô chú. Trái hồng hồng này, trái đó. Còn trên đây trái này nó bị chín, nay mơ nó rụng thôi. Trái chín thì nó chuyển qua màu đen. Đặc biệt cái cây này nữa là nó không có gai, bởi vì kiệt hết rồi gai đâu nữa mà sống. Yeah. Cắt đang vô dây hết trơn. Chứ không phải là nó không có gai quý cô chú. 21 nay bán rẻ bán khuyến mãi luôn nữa. Rồi nó có một cục xù ở đây. Cây này là kiệt chữa sửa rất là chuẩn bonsai á quý cô chú. Là nó có cành 1 nè, cành 2 nè, cành phong nè, cành 4 nè. Nói chung nó rất là chuẩn. Cây này quý cô chú mình chơi nó sẽ thành cây bonsai, nó cũng có giá trị. Chiều cao nó 30. Còn hoành thân ngay vị trí này là nó bằng cây huyết long mình thôi. Còn ở chỗ này thì nó to như cái quả trứng gà. Mình dạ. Tính như vậy thì cô chú mình hình dung cái đo kích thước đang có dây nữa, kiệt đo ăn gian mất công lắm. Rồi, dạ rồi cây siro số 21 này kiệt giao lưu với quý cô chú mình giá 800 ngàn, bao gồm cả khuyến ship và chưa tính trừ khuyến phần trăm khuyến mãi. Rồi 800. Cuối cùng là một cây khế chua. À cây khế anh hả? Khế chua. Khế có rộng C ha. Cây này thì bữa nay nó nứt nứt rồi nè quý cô chú. Yeah. Tức là về kiệt đóng gói ra tới nơi mình thì nó sẽ bún tược thôi. Khế rộng C. Rộng C cái... mà cái lết đẹp. Thú rất là đẹp. Cái này về quý cô chú mình chơi bonsai là nó cũng khéo á. Chiều cao nó là được 34. Dán lết ha. Hoành thân nó là 30. Yeah. Còn cái chiều dài của cái đế đường kính đế gì là 22 nè quý cô chú. Rồi. Rồi cây số 22 cũng là cây cuối clip thì kiệt báo giá với quý cô chú mình. 22 này là giá là 700 ngàn. 700 thôi quý chú ơi. Bữa nay bán giá sập sàn luôn mà. Mày rồi có. Cuối cùng là kiệt cũng xin chào quý cô chú ha. Rồi rất mong sự ủng hộ cô chú đăng ký kênh cũng như là mua cây cho ủng hộ cho Kiệt cũng như bao nhiêu anh em khác. Rồi cuối cùng thì Kiệt cũng xin cảm ơn quý cô chú đã đồng hành cùng với Kiệt đúng một năm. Dạ. Rồi cuối cùng Kiệt cũng xin chào quý cô chú ha. Rồi chào mà giỡn đâu vậy? Quên. Em xin lỗi. Rồi cuối cùng thì Kiệt cũng chào quý cô chú ha. Rồi con cũng xin chào quý chú ha, rất mong quý chú yêu mến ủng hộ cho anh. Này có gì anh em con cũng có nói vui ha quý chú, một số đẹp thông cảm với con. Con chân thành cảm ơn quý chú, hẹn gặp lại quý chú anh chị những clip tiếp theo trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây.